khăn hơn rất nhiều. Cái chủ đầu đã đây lưới quá hay của Roger Federer. Và đó là một đĩa bay. Cú bục trái quá hiểm của Roger Federer. Như vậy là Ferre đã ép được tốt vào trái tay của Roger Federer. Pha xử lý đã rất ngắn của Roger Federer. Làm cú ép vào góc trái tay rất tốt của David Ferre. Quá khó cho những pha trả đá bóng của Ferre. Đã có pha sinh cho Ferre, đánh rất tốt. Rất chính xác và Roger Federer đã ghi điểm trong tình huống này. Pha đè bóng quá hay của David Ferre. Rất dễ dàng dứt điểm trong tình huống này cho Ferre. Của Ferre cũng có được từ sau một pha điều bóng sâu vào góc trái. Như vậy là Federer đã di chuyển kịp, nhưng rõ ràng là anh rất khó mở vợt để có thể xử lý một pha đánh tốt hơn. Rất tiếc cho David Ferre, như vậy là trận đấu cầm dao bóng không thành công. Có thể cứu được của Ferre. Hai tình huống xử lý quá tuyệt vời liên tiếp của David Ferre. Lần này thì pha thầm tay đã đủ sâu, sẽ tung ra pha đá bóng hiểm. Rất khó cho David Ferre và như vậy nỗ lực phản công của anh đã không thành. Tấn công quá hay của Roger Federer. Cú bung trái rất hiểm của Roger Federer. Tây Ban Nha, Ferre. Đè bóng quá tốt của Ferre. Ngất bóng quá hoàn hảo. Phản công quá hay và đó là cú thuận tay chính xác của David Ferre. Và đã có break trong đầu trận đấu thứ hai này cho David Ferre. Ghi bóng không thành của Federer. Yeah.
pha di chuyển quá tuyệt vời của David Ferre. Và đó là thêm một điểm nữa Quidder dành cho David Ferre. Khá nhiều lỗi của Roger Federer trong trận đấu, trong khi đấu cầm giờ bóng này. Giờ bóng rất hay. Bóng đi quá uy lực và chính xác của Roger Federer. Pha lên lưới tốt của Roger Federer. Đã là sở trường của tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ. Một lần lưới tốt của David Ferre. Và giờ thắng, set thắng cho David Ferre. Phản công rồi. Chỉ một pha lên lưới bất cẩn. Đây là một dấu hiệu có thể được sự trở lại của Federer khi bước sang trận đấu thứ 3. Trả bóng hoàn hảo của Federer và đó là Roger Federer. Cái bóng rất chính xác của Ferre. Bóng bỏ nhỏ quá khéo của Federer. Đang mắc những lỗi giờ bóng kép đầu tiên. Cái lưới hiệu quả. Giữa thắng cho Federer. Quá khó cho Ferre. Liên tiếp cứ chéo sân và Federer đã thực hiện pha tấn công hoàn hảo. Quá khó của Federer. Cái lưới quá chính xác của Roger Federer. Và tấn công hay và tiếp tục là tràn lưới chính xác. Như vậy là bóng đi ra ngoài và đó là điểm quyết định dành cho Roger Federer. Tuần thứ hai liên tiếp khi đối mặt với tay vợt người Tây.